Hôm nay tự nhiên bị bạn gái dỗi, tôi cũng chả hiểu vì sao luôn. Kim cương đẹp quá. À hiểu rồi, ok luôn. Đi mua kem Merino và Celano thôi. Ăn kem. Tiếp tục ăn kem, vẫn ăn kem. Ăn thật nhiều kem. Hello. Kem ngọt thế nhở? Bạn gái vẫn đang giận. Sắp đến chưa em mở từ mắt từ sắp đến rồi. Ủa gì vậy? Tiếp tục bị bạn gái giận, giải thích cho bạn gái hiểu. Đây chỉ là phần phụ thôi, phần chính bây giờ mới bắt đầu. Vừa ăn kem vừa lật tay thử xem có gì xuất hiện không. Ồ, một chiếc nhẫn kim cương. Ăn kem ngon, săn đón nhẫn kim cương. Chương trình diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến mùng 10 tháng 12 nhé.